Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 5 tháng 8 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các xã sáp nhập. Hưng Yên tận dụng lợi thế về vị trí địa lý để phát triển. Đồng Thuận giải phóng mặt bằng phục vụ dự án giao thông quan trọng của tỉnh. Doanh nghiệp linh hoạt đáp ứng các điều kiện mới để đẩy mạnh xuất khẩu. Cần sớm triển khai lắp biển số nhà tại một số tuyến đường phố trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đến nay thành phố Hưng Yên có 20 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản. Trong đó, riêng 2 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang Nhật Bản với diện tích trên 27 ha tại xã Quảng Châu, năm nay cho sản lượng ước đạt khoảng 300 tấn nhãn quả. Để nhãn đảm bảo chất lượng xuất khẩu, nhất là sang thị trường Nhật Bản, ngành chức năng của thành phố tích cực hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn, nhân rộng mô hình sản xuất nhãn hữu cơ. Riêng năm 2023 đã đánh giá chứng nhận Việt Gáp cho hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân trồng nhãn với tổng diện tích trên 400 ha, cấp 21 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở sản xuất nhãn quả tươi và các sản phẩm chế biến từ nhãn. Hỗ trợ 4 máy sấy lồng nhãn, 3 kho lạnh, bảo quản sản phẩm từ nhãn với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Cùng với đó phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ thùng đựng nhãn, long nhãn, mật ong hoa nhãn cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu với nhà vườn trồng nhãn. Hiện thành phố đang tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các khâu sơ chế chế biến sau thu hoạch. Được biết vụ nhãn năm nay, thành phố ước thu hơn 11.000 tấn nhãn quả tươi. Đến nay, các nhà vườn, hợp tác xã đã thu hoạch được gần 4.000 tấn nhãn với chất lượng quả thơm ngon được thị trường đánh giá cao. Trên địa bàn tỉnh, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, ở một số xã có tiêu chí bị giảm, có tiêu chí tăng khối lượng, vì vậy đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn cho công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã sau sáp nhập. Trong 33 xã sáp nhập, có các xã cùng đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu như nhau, trong đó hai xã Minh Tiến và Tiên Tiến, Sai Phạm và Nghĩa Hiệp đều đã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Cương Chính và Minh Phượng, xã Nhân La và Vũ Xá, xã Thành Công và Nhuế Dương, xã Hàm Tử và Dạ Trạch đều đã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Lý Thường Kiệt và Tân Việt, xã Đại Hưng và Chí Tân đã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tuy vậy, có một số xã khi sáp nhập thì có sự chênh lệch như một xã đạt nông thôn mới, một xã đạt nông thôn mới nâng cao, hoặc xã đạt nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cá biệt, có xã mới chỉ đạt nông thôn mới, xã còn lại đạt nông thôn mới kiểu mẫu như xã Hồng Tiến, Đồng Tiến của huyện Khoái Châu. Đối với các xã mà được hình thành từ các xã đã đạt được ở các mức độ khác nhau, ví dụ như là có xã thì mới đạt nông thôn mới, có xã thì đã đạt nông thôn mới lên cao, có xã thì đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, thì cái xã mới được hình thành đó sẽ tiến hành rà soát lại, đối chiếu với các cái quy định, đối chiếu với bộ tiêu chí quy định tại cái giai đoạn 2021-2025 để từ đó xác định cái sự thiếu hụt, xác định cái mức độ cần phải phấn đấu tiếp để đạt được các cái mức độ đạt chuẩn nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao hoặc là nông thôn mới kiểu mẫu. Thế và khi đánh giá đạt được ở mức độ nào thì sẽ đề nghị Chủ tịch Ủy ban tỉnh công nhận đạt với cái mức độ đó. Từ những trường hợp cụ thể trên có thể nhận thấy, quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ có những xã gặp khó khăn khi được sáp nhập từ các xã chưa đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao với nhau, hoặc sẽ có xã thuận lợi hơn khi một hoặc tất cả các xã sáp nhập với nhau đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Để quá trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện liên tục, đảm bảo theo đúng lộ trình đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện các nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới như tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực đầu tư nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân, triển khai nhân rộng mô hình nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trong thời gian tới. Xác định để xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu có ý nghĩa quan trọng trong thay đổi diện mạo quê hương. Nhiều thôn xóm ở huyện Ân Thi đã vận dụng và làm tốt công tác phát huy sức dân, tạo nguồn lực xây dựng. Tủ sách cộng đồng tại thôn Đới Khê, xã Đằng Lễ,
là địa điểm quen thuộc của người dân, nhất là trẻ em trong dịp hè. Hàng trăm cuốn sách, giá sách đều do người dân trong thôn đóng góp ủng hộ. Nội thất nhà văn hóa thôn kinh phí làm một số tuyến đường giao thông, kè bờ ao và tổ chức các hoạt động tập thể như tri ân gia đình chính sách, hoạt động hè cho trẻ em, tất cả đều có sự đóng góp ủng hộ của người dân, đặc biệt là những người con xa quê thành đạt. Với sự đồng lòng, chung sức của người dân, năm 2022, thôn Đới Khê là thôn đầu tiên của xã Đậm Lễ được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu. Đầu tiên là sự nhất trí đồng lòng của ban chi ủy chi bộ, thống nhất, rồi chúng tôi đưa ra bà con nhân dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Vì vậy là chúng tôi rất thuận lợi trong công tác vận động tuyên truyền bà con nhân dân. Thôn Cạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu năm 2022. Để đạt 5 tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đã vận dụng và làm tốt công tác phát huy sức dân, phát huy vai trò của đảng viên. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, nhân dân trong thôn đã đóng góp khoảng 2 tỷ đồng, hàng trăm ngày công và hiến gần 500 mét vuông đất làm đường giao thông. Nhà văn hóa, cổng làng được xây mới khang trang. 100% đường làng ngõ xóm có điện chiếu sáng, thôn lắp đặt camera giám sát an ninh, xây dựng được một tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu, chiều dài gần 1 km. Đoàn kết từ cán bộ đảng viên cho đến nhân dân và được đem ra bàn bạc công khai trước người dân, nên là mọi người dân người ta hưởng ứng và người ta rất ủng hộ. Huy động tối đa các nguồn lực, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân. Đến nay, toàn huyện Ân Thi có 12 khu dân cư kiểu mẫu, 4 khu dân cư đang trong quá trình thẩm định. Những khu dân cư này đã thực sự thay ra đổi thịt, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, qua đó góp phần vào hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Ân Thi. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường là một trong những vấn đề được xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đặc biệt quan tâm. Với mô hình xử lý rác thải tại nhà bằng men vi sinh IMO tự pha chế, môi trường sống ở địa phương này đã và đang dần được cải thiện tốt hơn. Với mục tiêu giảm lượng rác thải sinh hoạt ra ngoài môi trường, từ đầu năm 2023 đến nay, xã Ngọc Thanh đã triển khai mô hình phân loại xử lý rác thải tại nhà cho hơn 1.200 hộ gia đình tại hai thôn Thanh Cổ và Duyên Yên. Điểm mới của mô hình này là sử dụng men vi sinh IMO tự pha chế. Các gia đình tham gia mô hình được hướng dẫn cách làm men vi sinh IMO gốc từ những nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp như cám gạo, mật đường, sữa chua, men rượu, chuối chín, dứa, gừng, men tiêu hóa ngâm ủ trong khoảng 3 đến 4 ngày. Sau đó pha trộn IMO gốc để xử lý rác thải hữu cơ trở thành phân bón hữu cơ giúp cây xanh tốt, sinh trưởng mạnh, đồng thời giúp cải tạo giá thể trồng, cung cấp hệ vi sinh vật có lợi cho đất. Sau hơn một năm triển khai, đến nay các hộ dân của hai thôn đều đã hình thành được thói quen phân loại và xử lý rác tại nhà. Lượng rác thải ra môi trường phải vận chuyển đi chôn lấp của mỗi thôn cũng giảm khoảng 30%, qua đó giúp bảo vệ môi trường trong lành, bảo vệ sức khỏe và hệ sinh thái lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, quan điểm phát triển hàng đầu được đặt ra trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là dựa vào khai thác các tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi trong vùng thủ đô Hà Nội, liên kề thủ đô Hà Nội và các địa phương đang phát triển rất nhanh. Đây là lợi thế quan trọng mà không phải địa phương nào cũng có được. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chuyên gia tìm hiểu, phân tích về lợi thế này của tỉnh Hưng Yên. Cụ thể hóa quan điểm về khai thác lợi thế vị trí địa lý, việc bố trí không gian phát triển trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên với hai vùng, hai hành lang, năm trục, ba trung tâm đều nhấn mạnh tính kết nối với thủ đô Hà Nội, vùng thủ đô Hà Nội, tam giác tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng, Quảng Ninh và vùng đồng bằng sông Hồng. Nằm trong hành lang quốc gia gồm quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường sắt Hà Hải, Hưng Yên còn nằm trên hai hành lang quốc tế Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội-Hải Phòng và Côn Ninh, Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng. Với lợi thế này, Hưng Yên sẽ tận dụng được xu thế phát triển hướng đông của thủ đô Hà Nội. Trong toàn bộ cấu trúc phát triển của vùng này, cái cánh gà phía đông, cái tuyến hướng đông là tuyến mà đặc biệt có triển vọng. Vì nó nối được ba cực tăng trưởng, mà cái khâu nối đấy chính là Hưng Yên. Theo cái nghĩa đó, Hưng Yên là có một cái vị thế rất đặc biệt cho cả toàn tuyến như vậy. Theo cái nghĩa như vậy,
tôi nghĩ là Hưng Yên cũng không có cái lý gì để mà không tự đặt mình là có khả năng trở thành một trung tâm tăng trưởng giống như là một cái cực tăng trưởng. Hưng Yên hiện nay mang bóng dáng, mang đà, mang thế của một cái cực tăng trưởng vùng. Không chỉ tận dụng được xu thế phát triển hướng đông, Hưng Yên còn là điểm nối giữa vùng Bắc và vùng Nam đồng bằng sông Hồng với các tuyến giao thông kết nối vùng quan trọng như đường nối hai cao tốc, tuyến đường di sản dọc sông Hồng, đường Tân Phúc Võng Phan, trục quốc lộ 38-38B. Hưng Yên là có cái vị thế là phía Bắc sông Hồng, nhưng mà lại là cái điểm giao để nối Bắc sông Hồng với lại các tỉnh Nam sông Hồng, mà các tỉnh Nam sông Hồng là tuy đi sau nhưng mà cái thế trỗi dậy rất là kinh. Mà Hưng Yên chính là một cái tọa độ nối, nối với Hà Nam, nối với Ninh Bình và bên này là nối với lại Thái Bình. Với những lợi thế có tính lan tỏa, cộng hưởng này, Hưng Yên có thể tận dụng cơ hội đánh mượn lực từ các địa phương trong vùng để phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn. Chúng ta thấy rằng là nó giúp cho Hưng Yên ấy, có thể là tạo ra được một cái khả năng cộng hưởng sức mạnh. Đánh mượn được sức, quan trọng nhất là Hưng Yên ở cái thế đánh mượn sức cực kỳ tốt. Mà bây giờ sức Hưng Yên có thể mượn thì phải nói là hiếm địa phương nào có lắm. Mà không làm được thì mất thời cơ. Cái quy hoạch này với cái tầm nhìn mới, những cái động lực mới đang tạo ra cho Hưng Yên một cái thế để mà đánh mượn sức, để mà hội tụ sức mạnh giống như tinh thần là văn hiến, phô hiến. Quan điểm phát triển, việc bố trí không gian phát triển có tính liên kết vùng, liên vùng của Hưng Yên cũng là sự cụ thể hóa nghị quyết 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng. Dự án nâng cấp mở rộng đường DT382 và DT376 là dự án quan trọng của tỉnh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, chính quyền và các đoàn thể xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Gia đình bà Nguyễn Thị Đương là một trong năm hộ của xã có diện tích đất ở nằm trong dự án đường DT376 cần giải phóng mặt bằng. Khi nhận được thông tin mở rộng đường, gia đình hết sức lo lắng, bởi trước kia gia đình đã một lần bàn giao mặt bằng mở rộng đường. Hiện diện tích chỉ còn 66m² dành cho 7 người ở. Nếu nhường đất, gia đình không biết ở đâu. Nhưng sau khi được chính quyền, đoàn thể tuyên truyền giải thích về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, gia đình đã đồng thuận với chủ trương. Gia đình đồng thuận hết để tạo điều kiện cho nhà nước làm đường cho nó nhanh, cho nó đẹp. Ngay sau khi nhận được chủ trương thu hồi đất nông nghiệp phục vụ dự án, đoạn tuyến quy hoạch mới ngã tư Tân Việt, gần 400 hộ dân có đất nông nghiệp đã đồng thuận phối hợp với địa phương, đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất. Trong đó hộ ít vài chục mét vuông, hộ nhiều lên tới gần 1.000 mét vuông. Gia đình tôi cũng có ruộng ở đây, thì coi là cũng nhất trí và tất cả các gia đình có ruộng ở đây cũng là đồng thuận để cho nhà nước mở cái đường nhánh để cho phát triển kinh tế. Trong cái quá trình triển khai và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng còn lại khoảng 100 hộ dân là chưa đồng thuận, để người dân hiểu được và đồng thuận ủng hộ với cái quan điểm phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của tỉnh. Cấp ủy chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền để những người dân này hiểu được cái sự cần thiết để nâng cấp hai cái tuyến đường giao thông thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Tân Việt, có mở rộng được thì mới phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Tân Việt có hai dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh qua địa bàn là dự án DT382, DT376 với tổng chiều dài trên 3 km và đoạn tuyến quy hoạch mới tránh ngã tư Tân Việt có chiều dài khoảng trên 2 km. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, ngay sau khi nhận được chủ trương, xã đã họp, giao cho các thôn kết hợp với các đoàn thể, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận. Nhờ đó, 5 hộ dân có đất thổ cư và 400 hộ dân có đất nông nghiệp đã đồng thuận với chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông quan trọng của tỉnh qua địa bàn xã. Hiện công tác kiểm kê, đo đạc đã thực hiện xong. Để dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, một mặt địa phương đẩy nhanh tiến độ xét duyệt nguồn gốc đất, mặt khác đơn vị thi công đang thi công hệ thống rãnh thoát nước, cống hộp, chuẩn bị thảm mặt đường, đoạn tuyến không phải mở mặt đường. Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua chứng kiến các nền kinh tế lớn nhất thế giới thuộc nhóm G20 đều trên đà suy thoái, chiến tranh xung đột và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu gây ra những vấn đề nội tại ở từng nước, đặc biệt là lạm phát, doanh nghiệp phá sản và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Từ đó, các nước đều đưa ra nhiều tiêu chuẩn mới đối với hàng nhập khẩu để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước. Trước thực tế này, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam
phải linh hoạt đáp ứng các điều kiện mới nhằm giữ vững thị trường xuất khẩu. Nhờ phán đoán và chủ động hoàn thiện sớm các điều kiện mới của đối tác đưa ra, nên qua 7 tháng đầu năm, hàng xuất khẩu của công ty cổ phần May Hương Vũ ở xã Nguyên Trãi, huyện Ân Thi vẫn giữ được đà ổn định. Hơn 460.000 sản phẩm may gồm hàng jacket, t-shirt đã xuất sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Đạt doanh thu 1,6 triệu đô la Mỹ, lương bình quân công nhân 10 triệu đồng trên tháng. Để có được kết quả này chính là nhờ sự linh hoạt của công ty khi sẵn sàng đáp ứng các điều kiện mới theo yêu cầu từ thị trường nhập khẩu. Trước nay hàng của chúng tôi mà xuất sang các thị trường Mỹ và Nhật thì chỉ cần 2 đến 3 tiêu chuẩn. Nhưng đến thời điểm hiện tại là khách hàng cũng yêu cầu thêm khoảng 3 cái tiêu chuẩn nữa là liên quan tới hàng tái chế hoặc là liên quan tới sản xuất những cái nguyên phụ liệu sạch để đáp ứng được với các cái yêu cầu đấy thì công ty chúng tôi cũng phải nâng cấp một số các cái quy trình sản xuất lên để đáp ứng với cái tiêu chuẩn của khách hàng đưa ra. Để đạt các tiêu chuẩn, bắt buộc từng doanh nghiệp phải đầu tư thêm chi phí cho nhà xưởng máy móc và hệ thống chất lượng theo yêu cầu sản xuất của từng mã hàng. Với quy mô 500 công nhân, dù ở mức trung bình, nhưng mỗi năm công ty cổ phần Phú Hưng tốn khoảng 400 triệu đồng cho chi phí đánh giá nhà máy. Doanh nghiệp càng lớn, càng nhiều mã hàng sản xuất, càng nhiều tiêu chuẩn thì chi phí đánh giá nhà máy càng lớn. Đây là điều bắt buộc thực hiện trong hoạt động xuất khẩu tại các doanh nghiệp gia công hàng may mặc và một số lĩnh vực sản xuất khác. Dự báo trong thời gian tới, các tiêu chuẩn mới với hàng xuất khẩu sang các nước phát triển sẽ ngày càng nhiều hơn, mức độ khó hơn. Muốn xuất vào cái thị trường của họ thì phải đánh giá nhà máy để mình đạt được những cái chứng chỉ mà theo cái mà họ yêu cầu đưa ra. Tôi lấy ví dụ như là chứng chỉ toàn cầu như là Best World, hoặc là mỗi một nhãn hàng sẽ có một cái chứng chỉ khác nhau. Do vậy mà đấy là những cái yêu cầu thứ nhất. Cái thứ hai nữa là xuất xứ hàng hóa và nguồn gốc hàng hóa thì cần phải rõ ràng về cái nguồn gốc của nguyên phụ liệu. Và cái thứ ba nữa là cái chất lượng sản phẩm họ đòi hỏi ngày càng cao hơn và cái thời gian giao hàng ngày càng ngắn hơn. Tự do thương mại mở ra cơ hội lớn cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang các nước và ngược lại. Nhưng tự do thương mại ngày nay không chỉ đơn thuần là việc mua bán trao đổi hàng hóa giữa các nước mà còn mang tính chính trị quan hệ giữa các nước. 252 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường với hàng hóa Việt Nam qua 6 tháng đầu năm là dấu hiệu cho thấy việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các nước sẽ ngày càng khó khăn và phức tạp hơn với nhiều điều kiện mới các nước tự đặt ra. Trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, hiện có một số tuyến đường phố chưa được gắn biển số nhà, gây nhiều trở ngại trong việc làm thủ tục giao dịch hồ sơ, giấy tờ, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Cụ thể, tuyến phố Nguyễn Chí Thanh có 178 hộ, đường Nguyễn Lương Bằng có 96 hộ, đường Phạm Bạch Hổ có 96 hộ chưa được gắn biển số nhà. Trong đó, ngoài tuyến phố Nguyễn Chí Thanh mới được đầu tư xây dựng nên mới xuất hiện các dãy nhà dân bám theo mặt phố, thì tại đường Nguyễn Lương Bằng, đường Phạm Bạch Hổ đều đã có từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành việc gắn biển số. Đây là các tuyến đường phố nằm ngay trong khu vực lõi đô thị, người dân kinh doanh buôn bán nhiều nên việc chậm được gắn biển số ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Giao dịch rồi thông tin đại chúng đến từng gia đình thì nó phải có cái số nhà. Ví dụ như chúng tôi ở gần đây, chúng tôi toàn nhờ địa chỉ bên đường Nhân Dục kia. Mọi công văn giấy tờ gì đến bên này khu phố nó rất là khó vì nhiều người trùng tên. Thế nên là chúng tôi đi đưa các quyết định phải đi hỏi từng xóm một xem có đúng không. Chúng tôi mong rằng là các ông chí ở cấp trên đã quan tâm đến để khu phố nhanh có số nhà. Được biết, đầu tháng 7 vừa qua, phường Hiến Nam đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và Phòng Quản lý Đô thị về việc đề nghị thẩm định, rà soát đánh số và gắn biển số nhà tại các tuyến đường trên. Vì vậy, cơ quan chức năng của thành phố sớm thẩm định phương án để địa phương gắn biển số nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đồng thời góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, quản lý dân cư, nhà đất, thông tin liên lạc và phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.